Em còn cái lô này gọi là hạt kim cang. Cái hạt này là hạt 30 ly nha anh chị em mình nha. À, bởi vì em để đây thì nó hơi bụi bặm. Này, bụi bặm, em giữ bụi đây này. Rất là đơn giản, em quay chi tiết cho anh chị em mình. Nó rất là rõ ràng. Anh chị em mua về chà rửa lại, anh chị em có thể bán theo cái dạng mà lăn tay. Bởi vì hai viên này chúng ta có thể làm lùi lăn tay được. Ở đây tổng cộng là 11 sợi. Và một sợi của nó gồm có 2, 4, 6, 8, 9, 10 viên. Một sợi nó gồm có là 10 viên. À, thì em bán thanh lý thôi, 11 sợi này em bán với giá là 700 ngàn đồng và cộng tiền cước 11 sợi này. Đây, rất là đẹp, đây, rất là chi tiết. Kha Vương quay anh chị mình xem. Chẳng qua hàng của Kha Vương để điên kệ điên đồ, nó bụi bặm này nọ cái khác, thì Kha Vương bán thanh lý cho anh chị mình về chà rửa. Cái này nếu mà chuỗi cho một chuỗi kim cang lớn như thế này, thật sự mà nói trên thị trường giá sẽ nhập vào là 350 một sợi. À, và Kha Vương nhập vào cũng là 300 ngàn rồi. À, Kha Vương giao sỉ là 350. Nhưng bây giờ Kha Vương bán 11 sợi này mà có 700 ngàn thì thật sự mà nói bán cho vui, bán thanh lý cuối năm. Và ngày mai Kha Vương sẽ thanh lý tiếp. Anh chị nào có nhu cầu cứ xem video. Kha Vương cảm ơn nhiều.